Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa mới yêu cầu các nhà thầu phải thi công xong toàn bộ tuyến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn để kết nối đồng bộ với các tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội và cảng hàng không quốc tế Vân Đồn trước ngày 25 tháng 12 tới đây. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu các đơn vị nhà thầu khẩn trương khắc phục hoàn toàn các điểm sạt lở trên toàn tuyến. Bên cạnh đó, các đơn vị nhà thầu tiến hành sơn kẻ vạch đường, thảm nhựa những đoạn còn lại, cắm biển chỉ dẫn giao thông. Đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn dài gần 60 km, có vốn đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 9 năm 2015. Để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo đến cuối tháng 12 năm nay hoàn thành tuyến đường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu địa phương phối hợp với chủ đầu tư lên tất cả các phương án, giải quyết dứt điểm các vướng mắc. Tỉnh cũng sẽ bố trí trên 60 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng phát sinh trên tuyến.